Ổn không em? Nước cam đây có vị giống nước cam không? What? Ok, nhìn hơi tàn tạ tí nhưng mà bây giờ mình đang chuẩn bị ra sân bay. Hôm nay thì mình đi với một người chắc là các bạn có thể khá là quen đấy. Cho nên là ok, ra sân bay đi. Tôi vừa xong gọi là kiểm tra an ninh xong, quá mệt mỏi. Yes, cuối cùng cũng được ngồi rồi. Yeah, chào tối ngày hôm qua, đọc báo thức 4 giờ sáng này đi. Rồi cái lúc đọc báo thức nhìn đồng hồ là đã là 3 giờ rưỡi rồi. Nó buồn quá mọi người. Yeah, tụi tôi bây giờ chỉ chờ lên máy bay thôi. Nhưng yeah. Trời ơi, có phải anh TQ không vậy? Phải anh TQ không? Trời ơi, em chào anh nha, đi đâu đây anh nha? Em đi qua tới Malaysia, muốn gặp anh TQ đây nè. Ừ, tụi tôi là phải nhập cảnh, xong rồi đi qua khách sạn. Dạ, sắp được nghỉ ngơi rồi. Tôi nói thiệt là cái việc mà đi chơi nó chỉ khổ một cái chỗ check in rồi nọ, ra vào cửa khẩu thôi. Phải chờ, khách hàng là mệt nhất. Đây là sân bay Kuala Lumpur International Airport. Hiện tại tụi tôi ở đây trong sân bay và thằng Lợi thì nó đang sắp chết. Lúc đầu là tính như cái gì đó ăn nhưng mà mệt quá không kiểu đi nổi. Nên là cheers. Còn sao? Malay như thế nào? Em Lợi. Đồ ăn thì thấy ok. Nhưng mà những cái âm nhạc thì nghe rất là giống tiếng Việt nhưng mà phải tiếng Việt. Ủa mình đang đồ ăn ở Malay đâu? Chính xác. Ăn vậy nè. Ok, mình sẽ tìm một cái taxi để đi về khách sạn. Giờ tụi mình sẽ đi ra chỗ festival. Cái chỗ đó gọi là gì ta? Animangakiya. Perfect. Ủa, cứng vậy? Giống con Wall-E gì trong phim á. Cái này sẽ không làm mình vlog. Chị nhìn này, camera nó né mặt em nè. Đó, đưa lên cái này, nó quay xuống lại. Trôn cái gì á? Đây. Cái gì nó ném mặt em ghê quá đó. Không biết là ai là cosplay, ai là người cầm súng này cái. Hiểu không? Không em. Hiện tại tụi mình đang ở cái chỗ mà kiểu bán đồ ăn đó. Cái này là bánh mực đúng không? Takoyaki. Tôi biết gì không? Cái bà này bán bánh mực mà không có mực. Bánh mực không có mực, lên được không? Thôi đó các bạn, mình ăn ramen và cái đũa bên này nhìn rất là lạ luôn á. Vâng, cố lên em. Cái công nghệ tiên tiến gì đây? Oh my god. Ăn ramen bằng đĩa các bạn ạ. Ooh, razor bun. Wow. Đông vậy cái trưởng. Thật sự có một cái DJ section. Ra nhảy sẽ có người nhảy chung với em. Và cái gì đây? Đi phát tờ rơi thôi. Anh ơi. Yeah. Oh, thank you very much. Lại. Không, chị đi rồi, đâu. Lại. Nó cái này này. Oh. No. Lại. Cái này thì sao? So cute. Dễ thương quá chứ. How much is this? 20. Yeah. Oh, sorry. Tiền đâu? I don't think I have enough. What the? We don't have cash. Holy. We don't have enough cash. Yeah, maybe later. No! This is like the headphone? Pikachu! Yeah. Like, this is Pikachu edition or just like Pokemon edition? Pokemon is with the EV. Wait, how much is this actually? This one is 319. Oh! Ủa sao nghe giá nó đi hết trơn rồi không? Sao chân thế? Yeah, đây là con mèo trần, đây là con mèo trần.
Mèo Trần. Mèo Trần. Oh no, Mèo Trần. Nice. I got it. Oh, now buy GBL. Má, có một cái dòng sông ở giữa một cái mô. Crazy. Leonardo DiCaprio. Bây giờ thì là, thật ra là mình có đài tiếng nói ngoài. Nhưng mà tại vì lịch đài tiếng nói ngoài nó lại trùng với lại giờ đi Malaysia của mình. Cho nên là bây giờ mình phải kiếm một cái chỗ mà để stream ở Malaysia luôn mọi người ạ. Trong cái cuộc trò chuyện này, cả ba đều là hướng nội anh hiểu không? Em đã cũng cố gắng hết sức để đang nói chuyện rồi anh hiểu không? Vì mình phải nói chuyện đi anh ơi. Ê, xếp người mẹ lúc đéo là có live stream trên Shopee không bảo mình hướng nội thì cũng... Ây yo, ra. Mua xe hơi lợi. Dạ. Mua xe hơi em. Em không biết lái, em chưa có bằng lái xe nhau đài nữa. Phải ba, nhưng mà sao bị chạy xe rồi. Đấy là mỗi lần lái xe là em cầu nguyện thì hôm nay không bị bắt. Em cầu nguyện nhận được 3 năm rồi, chưa lần nào bị bắt. Tao sẽ lưu lại cái này lớp lên stream. Cái điều mà Lợi đang nói á là Sugar. Yo, did this song just give me the fucking diabetes? David. Và ngoài kia thì đang hoàng hôn, mấy người này thì Demir. Hoàng hôn. Malaysia hoàng hôn. Yeah. Xong rồi biết sao không? Em đang nằm chill xong rồi cái tự nhiên cái chị kêu qua cho cửa em. Ok. Kiểu lại, mày lại lại. Ok, để giới thiệu cho mọi người nghe. Hôm qua tại vì nó mượn kem đánh răng đúng không? Đây là cái phòng của ông Lợi nè, nó mượn kem đánh răng xong rồi để kem đánh răng ở trỏng. Lúc mà tôi đi ra tôi lấy cái kem đánh răng rồi cái tôi tắt đèn rồi. Xong tự nhiên tôi vô nhà vệ sinh, tôi nghe cái tiếng cửa mở cửa tạch tạch, xong rồi lúc mà quay ra thì không thấy ai hết và thấy đèn đang mở. Tất cả mọi thứ chìm trong sự im lặng. Tôi đã nghĩ đó là một con ma. Xong rồi tôi phải kiểu suy nghĩ bây giờ làm sao, bây giờ phải mở cửa phòng tắm hay là mở cửa phòng thằng Lợi để check cái thằng Lợi có trong phòng hay không. Có nghĩa là vì quá sợ mở cửa phòng lỡ con ma nó nhào ra thì sao. Bởi vậy tôi phải đã mở cửa phòng thằng Lợi. Không có ma mà khớp tệ hơn, đó là thằng Lợi. Dạ. Oh hello những người xem 3 tháng sau, tại vì cái vlog này rất tốt thời gian này đi. Yeah. Thôi chuẩn bị đi rồi. Bây giờ phải 8 giờ tối không vậy? 7 rưỡi. 7 giờ rưỡi, yes, 7 rưỡi mà trời vẫn rất là sáng hả mọi người? Đúng rồi, cái này giống bên Canada, kiểu như là 6 giờ chiều nhưng mà như 6 giờ sáng vậy đó. Cho mọi người coi chút xíu nè, đây là ở bên ngoài khách sạn của tôi. Chỗ này là ngoài khách sạn của tôi nha mọi người. Thật ra giống như là trong ở quận 3 trong Sài Gòn vậy á. Tại vì nó kiểu rất là phát triển hả mọi người. Ở đây là cái tàu, kiểu tàu cao tốc thì vậy. Yeah. Và ở kế bên là đường ray xe lửa. Và Bitexco, what the f- tôi vừa ra một cái phố kiểu ẩm thực á mọi người, đi ăn cơm gà. Cái nhà hàng cơm gà này là một trong các nhà hàng cơm gà nổi tiếng nhất tại Malaysia và được coi như là ở trên cái recommendation của Michelin Guide, một các nhà hàng ngon nhất. Rồi em biết mình đang làm gì ở đây chưa? That's private. Yeah, so I'm okay. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Okay mọi người, đây là đồ ăn của tụi mình. Trời ơi, ngon lắm. Đây là cơm gà. Đây là gì? Đây là mì đen. Mì đen. Mì nuôi đen ta. Không biết nữa nhưng cái rất là ngon các bạn. Các bạn biết gì ngon hơn không? Mình. Đây nè, đây là đậu hũ. Hơi bị xịn, rất là ngon. Trứng và còn đây là thịt gà với lại ba rọi. Ok, chúng ta sẽ review miếng gà luộc ở Philippines. Malaysia, sorry. Ok, thì miếng gà luộc á, cái này thì nó rất là khó để đánh giá, tại vì con gà các bạn chỉ cần bỏ con gà vô bạn luộc lên là xong, đúng không? Không gia vị hết, mình cũng làm được nữa. Có lẽ là nhưng mà nó vẫn bằng cách nào đó mà nó vẫn có sự khác biệt, thì chắc là do cái con gà đây người ta nuôi thế nào, đúng không?
I guess. Thì trên thang điểm từ 1 tới 10 á, thì mình sẽ ăn nữa nếu như mà nó miễn phí. Nhảy đi em. Người ta đang chim ngang cái gì nghiêm trang. Chim ngang. Hai mọi người, từ sau mọi người biết là mình là người Pháp nhưng mà thật ra mình đến từ Paris. Holy. Yeah, to vậy chứ. Ô, tôi thấy chắc là lợi ra kiếm được tình yêu của đời mình. Rồi tụi mình sẽ đi qua cái tháp đôi mọi người. Will you follow me? Will you follow me? Yeah. What is this? Sun game. What? Sun game. And then let me see the bottle. What is it called? Orenia? Bolé. Ai, giải thích đi, cái này là bánh quẩy nhá mọi người. Churros là bánh quẩy rán phủ với đường cho xong. Chấm vào sốt sô cô la caramel. Nhưng mà thật ra churros này không ngon lắm. Mình biết nhiều chỗ ngon hơn. Cái này cũng ok đâu à. Tụi mình quyết định là đi tàu. Cái này chắc là kiểu tàu cao tốc quá. Mình sẽ lên đây á. Bây giờ là 10 giờ gần 11 giờ đêm nhưng vẫn rất là đông ngoài đường á mọi người. Đông vãi cả trường. Tòa tháp đôi iconic. Did somebody say tháp đôi? Thằng chó không. I didn't know say anything. Không. Ngồi. Ngồi ngắm tháp đôi. Yay. Ok, hôm nay là ngày cuối cùng ở Malaysia và tụi mình đang chuẩn bị pack đồ đi về các bạn à. Bây giờ là 10 giờ gần 11 giờ. Mình sẽ cho các bạn coi một chút xíu phòng tại vì lúc trước lúc mà mình tới thì mình chưa kịp phim, chưa quay. Yes, đây là cái kiểu cái chung cư tụi mình ở. Tụi mình kiểu thuê một cái chung cư dịch vụ ấy cho nó dễ thoải mái, dễ sống không? Vậy đây là lần lợi. Yeah, đây phòng mình. Hơi bữa xíu tại vì nãy mới dọn xong nhưng mà kêu mẹ đi. Đây là view ở bên ngoài Bitexco. Tôi đang ở quận 1 các bạn ạ. What the fuck. Yeah, đây là view ở bên ngoài thành phố. Ở dưới kia là có cái đường tàu á mọi người. Ở bên này thì kiểu có rất là nhiều những cái tòa nhà cao tầng. Mình chuẩn bị mình về rồi cho nên cũng không có gì nhiều để coi á. Yeah, đây là nhà vệ sinh. Ok. Đó, nhà vệ sinh cũng bình thường mọi người. Chỉ có nó chỉ có một cái gương rất là bự. Chà bá. Bây giờ tụi mình đi đâu mọi người? Mình sẽ ra khỏi khách sạn cho mình đi dạo một lần nữa, một lần cuối ở bãi này. Đã bụng quá bây giờ ăn gì không đi đâu đâu đi ăn rồi. Đi ăn. Sống ở nhà bàn ok. Tao chỉ ăn đồ sống. Yeah. Lại cứ thế mà tăng. Yeah. Mua Aero, bác Messi. Có cái mẹt đi. Nhớ cái thẻ rồi nói em quẹt đi. Nhưng mà không cần. Yeah. Vì tụi mình sẽ đi ăn. Xong rồi tụi mình mới đi về mọi người. Hôm nay sẽ bay sớm. Cho nên là bây giờ kiếm gì ta ăn, kiếm gì đó. Và tụi mình đi bộ qua mò. Đi bộ qua mò. Đói bụng quá. Sao không thấy mặt trời đó ta? Thấy mặt trời là sao chị nè? Vãi luôn. Và kiểu bên này thời gian kỳ lắm. 6 giờ, 7 giờ chiều trời còn sáng. Không bây giờ 12 giờ trưa thì không thấy mặt trời đâu hết. Vãi chữ.
I'm hungry though, I'm hungry, I'm hungry. I'm hungry. Cảm ơn với trải nghiệm đi ăn sáng cùng TV. Cái điều đặc biệt nhất là chúng ta ăn sáng buổi trưa. Giật đấy. Chicken giật đấy. And then the chicken rice. And then the iPad kit with a điện thoại đó. Không có được xài điện thoại trong mày. Holy, God bless. Oh, đây của mẹ. So big. Chơi bowling. Bowling. Đây là một cái chỗ nó khá là xịn để chơi bowling. Nhưng mà mình buồn ngủ. Bà Remind dù sao bà ấy đang ngủ, nhưng mà bà ấy vẫn đang đứng top 1 mọi người thấy. Tuyệt vời. Bây giờ tôi đang ở sân bay các bạn ạ. Đây là một cái chuyến khá là dài, đây là tầm 3 ngày, xong rồi mỗi lần chờ rất là lâu. Đây là cái khúc mà tôi sợ nhất, khúc mà đi về mọi người chờ chờ lâu gì đâu thôi mà. Bây giờ là giờ gì không? Bây giờ là giờ, bây giờ là giờ cao đường huyết. Can you eat it again? Colombian ice premium. He got some white shit on his face. Victorian model. Ok, đi về thôi mọi người. Đi về thôi. Đi về thôi. Bà ấy ngủ đã. Cho khi tất cả mọi người đang vui vẻ. Tại sao bây giờ mọi người hết energy thì bà ấy lại dậy, bà ấy quậy. Ấy nó không bao giờ bắt mặt lợi ta. Đúng rồi, thấy mặt em nó né luôn á. Này chui đi coi. Chứ không phải là không bắt mặt nha. Nó thấy nó né. Chui đi. Bắt mặt nha.